Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Talk Chứng khoán Tuấn Vũ. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp về thị trường ngày 20 tháng 9 năm 2021 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 21 tháng 9. Thì trước khi đi vào cái nội dung bản tin ngày hôm nay thì cũng rất là mong anh chị dành cho một chút thời gian để like và chia sẻ video đến những người cùng quan tâm, cũng như là để ủng hộ kênh, động viên kênh phát triển hơn nữa. Thì đi vào cái nội dung ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là thị trường hôm nay là một phiên kéo lên rồi bán ra với khối lượng tương đối lớn nhé. Cả ba sàn thì đều như vậy, đều kéo lên rồi bán ra. Các chỉ số index thì VN Index này là giảm 2,16 điểm, tương đương với 0,16%. Còn các cái chỉ số index khác đều xanh, đâu đó loanh quanh ở tăng ở mức đối với HNX Index là 0,2, UP Index là 0,05 và VN30 là 0,21%. Rất nhiều mã hôm nay test đáy nhé. Nếu anh chị có theo dõi những cái phần trao đổi với lại mình trong group hoặc là trên YouTube có thể thấy rằng là kể cả mặc dù sáng nay tăng điểm nhưng mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều mã test và có dấu hiệu thủng các cái ngưỡng, ví dụ là các cái đáy cũ này, hoặc là bán ra với khối lượng tương đối lớn này, hoặc là thủng MA10 hoặc thủng MA20, nó cũng test rất là mạnh nhé. Thì anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây là cái chỉ số index. Đây chị nhìn này, biên thì chỉ có 0,2% thôi nhé, nó biên điều chỉnh 2%, tuy nhiên khối lượng rất là lớn, rất nhiều mã cổ phiếu có cái hình mẫu đẹp thì hôm nay test cũng tương đối ảnh hưởng nhé, rất nhiều chị bị ảnh hưởng. VN30 thì là vẫn đóng cửa ở màu xanh, tăng 0,2% nhưng khối lượng cũng lớn nhé, gọi là lớn đấy, tương đối lớn. Up Index này cũng là xanh nhưng mà khối lượng tương đối lớn này, HNX cũng vậy nhé. Thì anh chị có thấy là bản chất hôm nay ấy, nó là một phiên bán ra nhé, cho dù là VN30 nó là xanh nhưng mà nó kéo lên, nó đóng cửa chỉ tăng có 0,2% thôi và nó đóng ở phía dưới của cái thanh này, tức là chia đôi ra, anh chị chia trung bình nha, thì nó đóng ở phía dưới. Thì bản chất hôm nay nhé, trong cái theo cái xác định cái phân phối của O'Neil á, thì hôm nay được xem là một cái phiên phân phối nhé. Phân phối đây là phân phối theo cái phương pháp của O'Neil về xác định thị trường chung. Tuy nhiên nếu mà nhìn ở đây này, các anh chị thấy là bởi vì thị trường thực ra nó chưa lên, đúng không? Cái mà chúng ta nói phân phối là nó sẽ nguy hiểm khi mà nó phân phối trên đỉnh này này. Đây thực ra hôm nay được hiểu là một cái phiên rút bỏ nhé. Nó sẽ được hiểu là một cái phiên rút bỏ nhiều hơn là phân phối. Tức là phân phối thì được hiểu là nhà đầu tư lớn người ta rũ ra các cổ phiếu, người ta bán ra để người ta chốt lời, đúng không ạ? Còn rũ bỏ là nó dành khái niệm cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, đúng không ạ? Phân phối đây là dành cho những nhà đầu tư lớn, còn rũ bỏ là dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ nhé. Thì có một cái điểm tích cực ở đây là các anh chị có thể thấy là VN Index và VN30 ấy, thì hiện nay đều duy trì trên cái đường trung bình MA20. Thì đây là một cái tín hiệu cũng khá là tích cực nhé. Duy trì đều từ cái phiên ngày 9 tháng 9 đến này nhé. Thì mình hôm nay sẽ tham chiếu các cái mốc so sánh, đều so sánh với ngày 9 tháng 9 hết, không so sánh với ngày 8 tháng 9 nữa. Vì ngày 8 tháng 9 nó là ngày đáy. Mình so sánh với cái ngày gần nhất vượt MA20 này để chúng ta so sánh để đánh giá sức mạnh của các cái cổ phiếu, các dòng cổ phiếu cho nó chính xác. Thì do vậy là với cái việc rũ bỏ như thế này hay còn gọi là phân phối của O'Neil thì chúng ta nên nhận định, chúng ta đánh giá thị trường như thế nào và nên cái hướng hành động của chúng ta như thế nào. Thì anh chị cũng có thể trở lại cái video ngày hôm qua mình cũng có nhận định, đúng không ạ, là thị trường đang là một cái xu hướng lên nhưng mà là xu hướng lên yếu nhá. Anh chị có thể xem lại các cái nhận định của mình hôm trước, nó là một xu hướng lên yếu. Bởi vì sao? Bởi vì trong những cái giai đoạn thị trường muốn mạnh ấy, là trong vòng 10 ngày là nó phải xuất hiện những ngày bùng nổ theo đà, nó thể hiện cái sự đồng thuận của các cái dòng tiền của các cái nhà đầu tư vào. Tuy nhiên khi nó không có cái đó mà nó cứ đi lên theo kiểu lầm lũi sideways như này thì mình nhận định nó là một cái xu hướng đi lên yếu nhá, sideways. Và hôm qua các anh chị có thể xem lại clip hôm qua thì đều có nhận định đấy rồi. Thì ở đây thì cái chiến lược ở đây thì của chúng ta là như thế nào? Thứ nhất là nên có thể nắm giữ các cái cổ phiếu mà các cái dòng mạnh, hoặc là cổ phiếu tích lũy tốt mà test, nhưng mà test chưa bị thủng nha anh chị nhé, test chưa bị thủng. Và thậm chí là vẫn có thể xem xét các cái cổ phiếu đẹp, cân bằng kiệt vôn và tích lũy đẹp thì vẫn có thể mua được. Nói chung là chúng ta tập trung vào các cái dòng mạnh, và khi mà thăm dò vị thế hoặc khi bắt đầu đi tham gia vị thế thì đều phải ở những cái điểm sau khi mà nó cân bằng và kiệt vôn rồi để cho nó đảm bảo an toàn nhé. Rất nhiều anh chị hỏi rằng là một số cổ phiếu hôm nay test mà thủng thì giữ hay bán cổ phiếu Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ một cái quan điểm như này này. Nếu mà bị rung lắc, rũ bỏ thì anh chị có hai cách chọn. Một là chúng ta sẽ đương đầu với nó, tức là chúng ta bảo là chúng ta sẽ chờ để chúng ta sẽ đặt niềm tin và đánh cược vào một cái xu hướng thị trường đi lên, đúng không ạ? Và chúng ta kiên quyết chúng ta giữ các cổ phiếu đấy, bởi vì chúng ta thấy các cái bạn khác, các bạn ấy phân tích rằng là thị trường sẽ đi lên bởi vì vĩ mô sẽ tích cực hơn, cổ phiếu sẽ đi lên bởi vì quý 3, quý 4 nó làm ăn tốt. Thì mình nghĩ cách tiếp cận đấy thì nó sẽ là rủi ro nhá. Chúng ta như vậy là chúng ta đang khăng khăng chúng ta chiến đấu với thị trường, đúng không ạ? Rõ ràng là tất cả những chúng ta nhìn nhận phân tích quá khứ, cái hệ quy chiếu trong quá khứ của chúng ta đều nói về đặc điểm của thị trường chung, đều nói về hình mẫu, đều nói về đặc điểm của các cái nhóm cổ phiếu mạnh, đúng không ạ? Số lượng cổ phiếu tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đi theo cái triết lý như vậy nhé. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ quan điểm như này. Nếu mà bị rung lắc, rũ bỏ thì chúng ta tốt nhất là hãy để chúng ta bị rũ theo. Cái này thì anh chị có thể tưởng tượng lại cái đặc điểm, cái phương pháp tiếp cận cũng như chiến đấu của cái võ thuật cận chiến Vị Xuân Quyền á, Vị Xuân Quyền hay là những cái môn vật á, đúng không? Thì khi mà các anh chị mà giao tay hoặc là có những cái mà thăm dò tay ấy, hoặc là quay tay các thứ để dò theo các cái miếng đòn đánh của đối phương ấy. Nếu mà đối phương là người rất là mạnh mà chúng ta cương lên thì chắc chắn chúng ta thiệt, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không thể lấy trứng chọi đá được. Chúng ta xác định là với một đối thủ mà ta chiến đấu là người ta sẽ mạnh hơn chúng ta, và chúng ta chỉ có thể thắng họ bằng cái sự khéo léo của mình, đúng không? Nếu mà chúng ta thăm dò mà chúng ta giao tay mà chúng ta thấy rõ ràng là lực của chúng ta có đủ khả năng chúng ta sấn được, có thể chiến đấu được đối thủ thì chúng ta sẽ sấn. Còn nếu chúng ta yếu hơn thì chúng ta phải để cho mình bị rũ bỏ, phải thả lỏng ra, phải buông bỏ, đúng không? Nó giống như tiêu lực á, đúng không? Khi anh chị đẩy vào một cái lực cứng thì anh chị phải tiêu lực đi, các anh chị phải mềm ra, đúng không? Bởi vì nếu cương thì có thể là đâu đó chúng ta có thể chiến thắng, nhưng mà lấy lực chọi lực thì đương nhiên đấy là một cách làm không mấy là mưu lược, mưu mẹo, đúng không? Do vậy là cái việc tiêu lực, rũ bỏ là cái điều rất cần thiết. Kể cả vật nhau cũng vậy nha anh chị nhé. Trong cái vật nhau du đẩy ấy, nếu mà các anh chị hai người chọn nhau, lao vào nhau rất là mạnh, đúng không? Nếu mà chọn theo cách cương như thế thì ông nào cứng hơn, ông nào khỏe hơn thì ông là chiến thắng. Nhưng nếu anh chị mà lao vào một người rất là mạnh, và khi anh chị cảm thấy người này rất là mạnh thì chúng ta tiêu lỏng ra, người chúng ta lỏng mềm ra, đúng không? Thì người chúng ta sẽ bị văng theo cái lực đẩy của đối phương, đúng không? Và chúng ta hoàn toàn lúc đấy chúng ta tiện đà, chúng ta có thể dùng để chúng ta kéo đối phương một lần, một cái lực mà nó đi theo đúng cái hướng của đối phương. Tức là mình chỉ bẻ lái lực của đối phương thôi, chứ mình không chống lại. Thì đấy là cái cách tiếp cận của mình trên thị trường chứng khoán. Tức là nếu đâu đó có thể chúng ta sai, nếu đâu đó có thể chúng ta sai thì chúng ta hãy để mình bị rũ bỏ, hãy thả lỏng ra. Đấy nhá, hãy để mình bị rũ bỏ. Bởi vì đâu đó có thể là một, sau những cái việc bán ra như thế này thì có thể đâu đó nó sẽ là những cái đợt giảm giá rất là mạnh thì sao, đúng không ạ? Không ai biết chắc được nhé. Bản thân mỗi một lần chúng ta đầu tư, chúng ta tham gia trên thị trường thì hôm nay mình sẽ nói hơi nhiều hơn một chút về cái thị trường chung. Nhưng mỗi một lần trên thị trường á, chúng ta là đều đặt cược. Khi chúng ta tham gia ở các cái khúc như thế này này, đúng không ạ? Không có ai chắc được thị trường đi lên 100%. Kể cả chúng ta tham gia ở đây, tham gia ở đây. Khi chúng ta tham gia là chúng ta đặt cược vào cái gì? Đặt cược vào cái việc lên tăng giá của thị trường chung, đặt cược vào các cái nhóm ngành mạnh, đúng không? Đặt cược vào các cái hình mẫu, các cái đặc điểm của cổ phiếu, các cái hoạt động rũ bỏ, test, loại bỏ các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta đặt cược, và khi đặt cược chúng ta đều phải có cắt lỗ, đúng không ạ? Cắt lỗ cứng, tức là tối đa 7% hay 6% mà chúng ta phải cắt lỗ rồi. Hoặc là khi cổ phiếu thủng các cái mức giới hạn MA10 hoặc MA20, hoặc là các cái mức test thủng, ví dụ như là các cái đáy gần nhất. Đấy là mình nói về cổ phiếu nhé. Thì khi mà chúng ta chọn thì đương nhiên là chúng ta có xác suất sai, không có ai có thể đúng được nhé. Và nhiệm vụ của chúng ta là đúng là phải cho chúng ta lợi nhuận rất tốt. Còn nếu sai thì chúng ta phải chấp nhận là mình sai, đúng không? Không được cãi, không được đương đầu với thị trường. Nếu thị trường rũ thì theo mình cách tiếp cận tốt nhất là hãy để cho chúng ta bị rũ bỏ nhé. Cái việc mà chúng ta cương lại thì chúng ta có thể sẽ chiến thắng, có thể sẽ có những cuộc chiến thắng. Nhưng mà đấy là một cách làm theo kiểu lấy sức, lấy thịt đè người. Nó không phải là một cách làm tối ưu trên thị trường chứng khoán. Đấy là theo cách nhìn của mình là một. Về thứ hai ở đây này, thực ra thì các anh chị có thể đặt câu hỏi là thị trường có thể lên được tiếp mạnh hay không nhá. Thì mình cũng phải chia sẻ như thế này này. Các anh chị có thể thấy rằng là vaccine tiêm để phòng những cái căn bệnh liên quan đến virus, đúng không ạ? Vi khuẩn thì người ta sẽ dùng kháng sinh để người ta điều trị, như virus thì kháng sinh không điều trị được mà sẽ dùng những cái kháng thể sức đề kháng, đúng không ạ? Và đối với virus như Covid-19 thì cách người ta làm là gì? Thứ nhất là người ta sẽ ra cái vaccine. Vaccine ở đây là gì? Vaccine là người ta tiêm những cái con virus yếu vào cơ thể hoặc là những cái giả lập để làm gì? Để nó sinh ra những cái kháng thể, đúng không ạ? Thì bản thân các anh chị thấy này, nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường sẽ được, nói cái này thì có vẻ anh em đừng có buồn nhé, thực ra mình cũng là nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi, nhưng mà nhiều khi nhà đầu tư nhỏ lẻ nó giống như những con virus đó nhá. Các anh chị thấy này, thị trường này này mà lên mãi không lên nổi, đúng không, thì nó sẽ cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ một cái vaccine gì thị trường không thể lên được và chán nản thì lúc đó nó mới lên được nhá. Tức là sẽ bị ảnh hưởng theo cái tâm lý vaccine như vậy. Và các anh chị thấy giai đoạn thị trường lên này, thị trường lên mãi mà không chết, đúng không, thì nó sẽ rơi, đúng không? Thì lúc đấy thì chúng ta đang bị cái vaccine là vaccine quá lạc quan về thị trường, còn ở đây chúng ta sẽ bị cái virus quá bi quan về thị trường nhá. Thì trong cái ngày phân tích cái hôm nay á, thì mình muốn chia sẻ với anh chị một cái quan điểm rất là trung lập nhá, rất là trung lập. Khi chúng ta tham gia thị trường là chúng ta giả định thị trường đi lên, nhưng vẫn phải rất trung lập và khách quan, đúng không ạ? Chúng ta không bị mù mị theo cái hướng đặt cược là bắt buộc phải đi lên hay là bắt buộc phải đi xuống nhá. Nếu bị rung lắc thì chúng ta sẽ là người bị rũ bỏ nhá. Nhưng sau khi rũ bỏ xong, thị trường nó lại quay lên, giống như mình nói là nó sẽ tiêm vaccine cho chúng ta để chúng ta thấy sợ quá rồi, chán quá thị trường chứng khoán rồi, thì lúc đó nó mới lên, đúng không ạ? Do vậy thì chúng ta phải luôn luôn khách quan đối với thị trường nhé, ghi nhận hiện trạng khách quan, không đặt cược vào tiêu cực hoặc tích cực thái quá, bởi vì như vậy chúng ta sẽ bị mất cơ hội nhé. Thì nếu bị rung lắc thì ok, nếu rung lắc gặp những cái điểm vượt qua cái ngưỡng chịu đựng hoặc là theo cái kịch bản ban đầu chúng ta phải rút bỏ, nhưng mà không bi quan với thị trường, bởi vì sau những cái nhịp rung lắc nó lại sẽ có những cái cơ hội mới, bởi vì cái sự đeo bám của nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ rất khó cho thị trường đi lên, đúng không ạ? Do vậy chúng ta phải có một cách tư duy khác một chút nhé. Sau khi mà rất nhiều người chán nản thì thị trường nó mới lên được. Do vậy khi mà anh chị mà giữ cái nhìn trung lập về thị trường, đúng không, bị rũ bỏ không sao cả, ta đi ra, bị rũ bỏ không sao cả, ta lại đi ra. Thậm chí các anh chị có quyền 3 lần sai, 4 lần sai, các anh chị chỉ đúng một lần các anh chị có lợi nhuận mà, đúng không? Nếu theo các anh chị mình chia sẻ các clip trước hoặc các cái phương pháp test của mình ấy, mỗi lần sai các anh chị lỗ khoảng 2-3%, nếu anh chị mua ở điểm bùng nổ có thể lỗ 7%, nhưng nếu mà mua những cái điểm test, đúng không ạ, thì anh chị chỉ lỗ khoảng 2-4% vào cùng, hoặc có những kiểu không lỗ, đúng không ạ? Thì đấy là những lần mà chúng ta sai thì chúng ta sẽ ra. Nhưng mà mỗi lần anh chị lời, anh chị có thể lợi nhuận là 20, 25, 30, 40%, đúng không? Thì một cái lần lỗ đây nó có thể bù được cho anh chị 5 lần lãi, đúng không ạ? Thì chúng ta luôn luôn phải giữ một cái nhìn trung lập và khách quan đối với thị trường nhé. Thì đối phiên này thì mình thấy là nói chung là có một số cổ phiếu bị rung lắc thì tốt nhất là hãy chọn ví dụ bỏ nhé. Còn thị trường tiếp theo như thế nào thì các anh chị thấy là cái phiên ngày hôm qua số lượng cổ phiếu tốt nó vượt lên khá là mạnh, vượt cả đường trung bình này. Tuy nhiên hôm nay nó lại về cái mức ngang ngửa thôi nhé. 424 cổ phiếu thì tương đương với cái đường trung bình như thế này thì nó cũng là trung lập, chưa có vấn đề gì cả nhé. Số lượng cổ phiếu nó chưa có vấn đề gì cả. Các cái ngành mạnh này thì các chị, những cái ngành mạnh nhất ví dụ như cái ngành màu xanh này, khai khoáng này, hôm nay nó bị gục xuống này, đúng không, gục xuống này vẫn là ngành mạnh nhất nhé. Tài chính thì vẫn đi lên nhé, dịch vụ tài chính nhé, đúng không? Một số dòng này rất nhiều cổ phiếu bán ra, ví dụ công nghệ bán lẻ đều bị gập xuống này, mặc dù là dòng mạnh. Cao su gập xuống này, thực phẩm cũng gập xuống này, bảo hiểm cũng gập xuống này, đúng không ạ? Thì đây là những cái dòng khá là mạnh, dệt may này, vật liệu xây dựng, chứng khoán này là mạnh hơn thị trường chung rồi nhé. Các anh chị nhìn VN30, VN Index chỗ này này, đấy. Dòng banh là bây giờ mạnh hơn thị trường chung rồi nhé, banh mạnh hơn rồi. Dòng gỗ giấy vận tải biển là mạnh hơn thị trường chung rồi. Thì nếu đâu đó mà anh chị nắm những cổ phiếu trong những cái dòng này này mà các anh chị không bị rũ bỏ hoặc là các cổ phiếu đang chạy, vậy thì là ok, các anh chị cứ nắm giữ nhé, không đến mức tiêu cực nhé. Chúng ta vẫn nắm giữ các cổ phiếu, vẫn nắm giữ các cổ phiếu mạnh, tích lũy tốt, không bị rũ bỏ. Còn nếu bị rũ bỏ thì ok, chấp nhận bị rũ bỏ. Thì đó là cách tiếp cận của mình về thị trường và các dòng cổ phiếu mạnh. Thì hôm nay cái danh sách cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên ấy, nói thật là không có cổ phiếu nào cả anh chị nhé, rất là tiếc, nay không có cổ phiếu nào cả. Không phải không có cổ phiếu bùng nổ, có một số cổ phiếu bùng nổ nhưng mà đa phần nó chạy ở các cái cách quá xa nền rồi, hoặc một số cổ phiếu chạy nước rút, hoặc là một số cổ phiếu bùng nổ từ đáy. Mình sẽ không ưu tiên như vậy. Và hôm nay nếu đối với các cổ phiếu bùng nổ vượt nền là không có cổ phiếu nào. Các cổ phiếu hay mà nên quan tâm kiệt vôn đấy nha anh chị nhé, hôm nay cũng không có cổ phiếu nào luôn. Này rất là tiếc là không cổ phiếu nào. Thì khi mà nhìn thấy những cái dấu hiệu như thế này thì mình cũng phải chia sẻ là chúng ta nên cẩn thận một chút xíu nhé, nên trung lập, cẩn thận một chút xíu. Đây anh chị có nhìn thấy này, rất nhiều cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay. Đây. Đấy, này may ra có cổ phiếu DDV này là may ra là mua được, may ra là mua được. Các anh chị thấy đây là một nhịp chạy nước rút lên rồi, rút ra không rút được thì có thể may ra mua được cổ phiếu này. Đấy, còn đây là cổ phiếu này không phải là cổ phiếu kênh trên nhé, cổ phiếu này chạy nhé, TVC đấy. TVC thì mình có thể mua được nhưng mà nó đúng ra là nó phải có khối lượng lớn hơn và nó phải tăng nhiều hơn cái 3% này cơ, nó phải vượt hẳn cái nền này. Đằng này nó chưa vượt được nền anh chị nhé, nó vẫn mới ngang cái này thôi, chưa vượt được nền. Đấy, TNA nó là phiên hôm qua nhé. DDH thì không mua được, là phía trên rồi. SDS là phía dưới, bùng nổ từ phía dưới. TNH cũng thế nhé, cũng chưa vượt được, thoát hẳn cái này được nhé, nó giống hệt như con TNA. Đấy, BI này, đấy, ai đua cái này thì đua này. Đầu cơ thôi, nó giống như là DDV nhé, BI và TNA giống nhau. Được Kiểu Long bùng nổ từ dưới lên. Háp này. VTO là hôm qua nhé, phiên hôm qua nhé. C32 thì nó chạy rồi nhé, nó chạy rồi, không đuổi được. VCE là phiên hôm qua nhé chị nhé, phiên hôm trước. GSP phiên hôm trước nhé, bùng nổ phiên hôm trước. Đấy, MBG thì nó chạy cái trên này rồi. EVF là phiên mua của nó đây này, đây là nền trên đó. Nếu anh chị mua cái nền này nhé thì là nó không đúng lắm đâu, bởi vì thực ra chỗ này nó không phải, nó không tạo nền, nó vẫn chạy. Các chị nhìn nó vẫn là mình xu hướng lên, nó vẫn chạy. Nói chung là không có cổ phiếu nào cho để mua, đều mua hôm qua hết. PPLP để mua hôm kia này, hôm trước nữa này, hôm 16 tháng 9 này. Đấy, nói chung nay không có cổ phiếu nào cho để mua chị nhé. Các cổ phiếu kiệt vốn thế lại không có luôn. Đây các cổ phiếu kênh trên nhé, test nhé, không có luôn. Còn duy nhất một cổ phiếu DDV, không có cổ phiếu nào luôn anh chị nhé, rất là tiếc là như vậy nhé. Thì chúng ta chỉ có thể hôm nay là tập trung vào cái việc quản trị danh mục thôi, và nếu mà anh chị bị rũ thì hãy chấp nhận là bị rũ nhé. Có thể bản thân mình cũng vậy nhé, mình là người tham gia thị trường chứng khoán này là hiện nay xếp vào hệ gọi là vô cảm xúc nhất, bởi vì thực ra mọi thứ đối với mình nó theo công thức, không có một cái gì mà lên từ những cái quyết định mang tính chất là bốc đồng. Có thể là mình sẽ, có thể là cái thuật toán của mình, có thể là cái công thức, cái quy tắc của mình nó sai, nhưng mà một khi đã viết ra là mình phải làm cho nó đúng, làm đúng thứ cái đấy. Khi làm đúng đấy thì chúng ta sẽ không bao giờ ân hận và chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ được. Và sau một cái chu kỳ hoặc hai chu kỳ hoặc một hai nhịp sóng mà chúng ta test lại mà chúng ta thấy cái công thức của chúng ta bị sai thì chúng ta sửa, là sửa công thức, sửa thuật toán, chứ không phải là chúng ta cứ giữ cái công thức thuật toán cũ mà chúng ta đi sửa cái hành vi của chúng ta, thì đấy là chúng ta sẽ làm sai anh chị nhé. Do vậy là phải chia sẻ rất là khách quan và thẳng thắn rằng là trên thị trường chứng khoán này bao giờ mình phải biến những cảm xúc của mình ấy, nó phải trở về bằng không đi, các cái về diễn biến tâm lý của chúng ta bằng không. Nếu đúng thì chúng ta kiếm lợi nhuận, và nếu sai thì là chấp nhận là sai, thì lúc đó là chúng ta mới có những cái bước tiến lớn trên cái giao dịch chứng khoán được. Đấy là cái cách tiếp cận của mình như thế. Còn hôm nay đánh giá các cổ phiếu theo nhóm ngành thì hôm nay thì mình sẽ đánh giá toàn bộ nhé anh chị nhé, toàn bộ các cổ phiếu kênh trên nhé, mình sẽ đánh giá toàn bộ các cổ phiếu kênh trên. Trước hết chọn các cổ phiếu kênh trên đấy anh chị nhé, cổ phiếu kênh trên này nhiều đấy nhỉ. Cái trên này hơi nhiều đấy. Ok. Và mình sẽ cố gắng đi nhanh một chút nhé. Đấy, đầu tiên là nhóm, đây là cổ phiếu kênh trên này nhé. Cổ phiếu này thì DGW anh chị nhé, sau khi chạy nước rút tạo một cái đỉnh này, áp thrust rơi xuống này. Đấy, lực mua lại kéo lên nhé. Thì hôm nay thực ra có thể gọi là một cái phiên gọi là no demand nhé, tức là mua vào và đóng ở giữa, và khối lượng thấp như thế này thì nó đi xa nữa thì cũng hơi khó nhé, đi xa nữa hơi khó. Có cổ phiếu này này, AT này thì nó vẫn xuống lên, vẫn có thể lên được. Đấy, PSD này thì hôm nay là up thrust, thiếu khối lượng, thì nói chung là đây nó đang gần như là nó đang tạo một cái đỉnh rồi, hoặc là một cái khu vực mà nó sẽ phải sideways ở đây anh chị nhé. Những cổ phiếu mà chạy nước rút rồi thì cũng bớt kỳ vọng về nó đi, có thể nó sẽ vẫn lên được nhưng mà nó sẽ mất một cái nhịp để nó tích lũy thêm. FRT thì hôm nay là một uptrend thiếu khối lượng nhé. Đấy, các anh chị nhìn những cái mã như kiểu FRT là những cái mã rất là mạnh nhé, những cái mã này rất là mạnh này, những cái mã rất là mạnh mà nó còn bị bán ra như thế này thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều rồi. Kể cả sáng nay quan sát mình đã thấy rất nhiều cổ phiếu mà nó có dấu hiệu bị rũ, là cũng chia sẻ là chúng ta phải cẩn thận. Đấy, như này thì là một uptrend khối lượng thấp thì vẫn chưa vấn đề gì anh chị nhé. Đấy, cổ phiếu này này hôm nay cũng uptrend đấy nhé, thì di động này đấy có sự bán ra nhé. Tất nhiên là chưa vấn đề gì bởi vì thứ nhất là nó vẫn trên MA10, vì thứ hai là gần như các anh chị mua ở đây này, mua bùng nổ ở đây. Tất nhiên chúng ta còn mua sớm hơn đúng không, có chia sẻ với anh chị chúng ta phải mua sớm hơn ở các cái phiên test này rồi. Thì đây nhiều người chưa lỗ như thế này thì cũng chưa vấn đề gì nhé anh chị nhé, có theo dõi thêm. Đấy, PET này, PET đây là bùng nổ vượt nền này, rơi quay lại này. Đây là 3 phiên rũ bỏ nhé, 3 phiên rũ bỏ. Ở đây thì mọi người sẽ hỏi rằng ví dụ đây là phiên bùng nổ xong đây là bán quay lại thì đây có phải là phiên bùng nổ giả hay không? Từ dưới nếu mà ở giả phía dưới nó gọi spring đúng không? Thì chỗ này nó giống như phần là bùng lên kéo xuống á, đúng không ạ? Nó có phải như vậy không thì ở đây thì chúng ta cũng chưa đủ thông tin để kết luận anh chị nhé. Tuy nhiên là những cổ phiếu mà chạy rồi như thế này, bùng nổ vượt nền rồi thì thông thường thì nó đẹp nhất khi mà nó trên MA10 nhé. Cùng lắm thì loanh quanh từ MA10 đến MA20. Còn nếu thủ MA20 thì cũng nên chạy. Nguyên lý của mình như thế, cứ thẳng cánh như thế, xong nếu mà năm mai nó không rơi, nó đến đây nó lại đi lên thì chúng ta lại mua lại sau nhé. Nguyên lý của mình là bán trước khi mà nó phân phối hoặc bán trước khi nó tái tích lũy nhé. Chúng ta thấy nó bán là chúng ta sẽ bán. Có hai cái thứ mà chúng ta phải rất lưu ý trên thị trường đầu tư anh chị nhé, kể cả chứng khoán hay Bitcoin hay là bất động sản hay rất nhiều thứ khác. Nếu mà chúng ta nhanh ấy, ý mình nhanh là nhanh bán nhanh mua, quyết định nhanh là phải nhanh hẳn, còn chậm là chậm hẳn. Ví dụ các anh chị thấy nhanh ở đây này là bán là phải bán ngay đúng không, hoặc là nếu mà chúng ta không bán là chúng ta lì là phải lì đến cùng. Các anh chị chờ nó rơi nhất quyết không bán thì nó lại lên nhá. Tức là đối với nhà đầu tư mà đánh theo kiểu lướt sóng hay là đầu tư vía đây này là nhanh là phải rất nhanh đúng không, bán trước khi người ta bán nhiều đúng không, và mua vào trước khi người ta mua nhiều đúng không ạ. Nhanh là phải nhanh hẳn, còn chậm là chậm hẳn, chứ tránh tình trạng là chúng ta cố gắng đến lúc mà chúng ta không cố gắng nữa chúng ta bán ra thì thị trường lúc đấy nó lại đi lên, cổ phiếu nó lại đi lên. Bao giờ cũng thế nhé, giống như kiểu là các anh chị thấy là các cái diễn biến của thị trường cổ phiếu á, nó đi ngược với cái hành vi của chúng ta nhé. Chúng ta chịu đựng đến một lúc đấy chúng ta không chịu đựng được nữa, mình không chịu đựng được thì rất nhiều người khác cũng không chịu đựng được và tất cả đồng loạt bán ra. Và khi tất cả đồng loạt bán ra thị trường nó lại đi lên. Đấy, nó rất buồn cười như thế, cho nên mình chia sẻ với chị là nhanh là phải rất nhanh, còn lì thì là lì hẳn đi. Nếu chúng ta xác định chúng ta là nhà đầu tư giá trị, ok, chấp nhận là con pet này không bán, ví dụ thế, mình ví dụ thế nhé, thì là lì hẳn nhanh nhé. Đấy là mình chia sẻ như vậy nhá. Dòng bất động sản này, BI này thì nó vẫn lên được nhá. Đấy, SCR này thì chưa vấn đề gì đâu, hôm nay là một uptrend nhưng chưa vấn đề gì đâu, theo dõi thêm. Đấy, TDH chạy nước rút rồi, TTA chạy đúng không ạ, vẫn lên được nhé. IDG này thì vẫn ổn này. Đấy, DRH này thì ổn nhá, đây là có thể coi là một điểm mua được, mặc dù nó không phải để mua đẹp bởi vì chị thấy nó có một cái prior trend này là 38% thì bùng nổ quay lại nó lên được. Đấy, HDC này thì vẫn lên được nhé. HDG này cũng chưa vấn đề gì, HDG này vẫn ok. Cái chị thấy hôm qua là bùng nổ này, hôm qua để mua đúng không, hôm nay điều chỉnh nhẹ là không sao. Dòng bất động sản này vẫn khá là đẹp, đây là cổ phiếu bó cung nhé, vẫn có thể lên được. Đấy, cũng chưa vấn đề gì đâu, vẫn có thể lên được. EGC cũng vẫn ok chị nhé, chưa vấn đề gì. Nói chung cổ phiếu nào mà không ok thì chúng ta bị rũ bỏ, còn cổ phiếu nào ok thì chúng ta vẫn giữ nhé. VCR này thì hôm nay là uptrend nhé, lên gặp mà vùng nền trên uptrend thì cũng như thế này thì có thể nó sẽ tích lũy thêm nhé, chưa lên ngay được. Đấy, SDS này thì hôm nay mua lại từ vùng mấy này, hôm qua là một phiên rũ này đúng không, rũ ở vùng hỗ trợ thì hôm nay là mua lại, thì những cổ phiếu này nó sẽ tích lũy thêm. Đấy, đấy, NBB này cũng chưa vấn đề gì đâu nhưng mà nó sẽ tích lũy thêm anh chị nhé. Thủng MA20 này, khi mà anh chị ví dụ mà mua cổ phiếu như này này thì chúng ta phải xác định là cổ phiếu này nó đang trong dạng, phải xác định được cổ phiếu nó đang trong giai đoạn nào một là nó chạy hay nó đang sideways. Nếu sideways á, đúng không? Nếu sideways mà nó vượt lên MA20 rồi thì nếu nó trở lại MA20 thì chúng ta cũng có thể xem xét bán. Nhé, có thể xem bán. Đấy, long hậu này. Đúng không? Nay trên MA dưới MA10 trên MA20 rồi. Thì cổ phiếu này thì nó cũng chưa bứt lên được, nó có một phiên này thôi, nhưng không phải là bùng nổ thì cũng chưa vấn đề gì, thực ra cái này nắm giữ được. Đấy, cổ phiếu này rũ này, kéo lên được một chút này. Nhá, thì vẫn có thể nắm giữ được. Hơi lặp, TDC hơi lặp. Khối lượng nó kiệt dần hơn rồi. Chờ thêm. Tích này này, cái gì thế này nó kéo lên này. Hôm nay bán ra thủng cả MA10 cả MA20 này, nhưng khối lượng nó không cao này. Mấy phiên này đều dưới MA20, chỉ có một phiên này nó là một những cái phiên cạn vôn như này nhé. Phiên này nó gọi là một SOS, tức là tín hiệu mạnh. Phiên này tiếp tục là một SOS bởi vì nó là bùng nổ, đúng không ạ? Phiên này thì gọi là SOW thì nó cũng có thể gọi được bởi vì nó thùng MA10 thùng MA20 nhé, thì nó sẽ tích lũy thêm thôi, những cổ phiếu như này nó sẽ tích lũy thêm đó. Cổ phiếu này thì hôm nay test nhá, khối lượng có gia tăng nhưng mà chưa thủng cái đỉnh này thì vẫn chưa vấn đề gì, anh chị có thể dùng cái đấy được nhé. Nếu mà những cổ phiếu như thế này này, thực ra nó vẫn ở vùng phía dưới, phía nửa dưới của cái vùng mà anh chị thấy cái vùng sideways này. Vùng sideways này anh chị có thể tưởng tượng chia làm hai phần, phần trên và phần dưới. Mà nếu nó vẫn loanh quanh ở đoạn giữa giữa này này thì các chị có thể ngoài cái việc dùng MA20 nhé, có thể so sánh với các cái đáy cũ này. Đấy, khi nó chưa thủng những cái đáy cũ này chứng tỏ là ví dụ phiên này này giá 32 đúng không ạ? Nó chưa test thủng cái này thì cơ bản là nó vẫn an toàn. Đấy, đó là như thế. Cái phiên hôm nay review nó sẽ khó hơn các phiên khác anh chị nhé. Vì mọi khi nó là các cái phiên đẹp vì cổ phiếu nó phía trên. Review rất dễ, nhìn phát là review được ngay. Nhưng mà nếu mà các cổ phiếu nó đang loay hoay ở trong cái vùng sideways hoặc là nó sống chết ấy, là phải nhìn rất là cẩn thận anh chị nhé. Đấy. Cái cổ phiếu như thế này thì nó vẫn là trong cái vùng sideways thôi. Tôi tóm lại mình sẽ phân tích là như này nhé. Thứ nhất là nó trong vùng sideways có an toàn hay không nhé. Thì cổ phiếu này trong vùng sideways vẫn an toàn. Đấy, cổ phiếu này trong vùng sideways này, vẫn an toàn. Đấy, cổ phiếu này trong vùng sideways nhé, khối lượng gia tăng nhưng mà hôm nay thì chưa đến mức quá lắm. Nếu mai mà nó rút tiếp mà nó thủng qua cái hộp này, này rơi xong rồi nó kéo lên thì lại là ngon. Thông thường là các anh chị thấy là nó rũ không rút được nữa thì nó sẽ lên, đúng không ạ? Cổ phiếu nó sẽ chạy theo cái hướng mà ít kháng cự nhất mà, đúng không? Dũ không chết thì nó sẽ đi lên thôi. Nhưng mà đấy, TNH này thì hôm nay là phiên bùng nổ nhưng mà cũng vẫn là trong cái vùng sideways nhé. Thì đều nên chờ hết. Đấy, ITD này thì vẫn chạy lên này, đang chạy lên được thì vẫn ok nhé. CMG này thì đang chạy rất ngon nên chị thấy đây điểm mua bùng nổ đúng không? Đấy, chạy trên MA10, có phải lo nghĩ gì đâu. Đấy, SGT này nhé. SGT này thì vẫn ok nhé. Đấy, BMI này thì vẫn ok nhé. BIX này trong vùng sideways nhé, vẫn ok. BIX này trong vùng sideways. Nếu chưa rũ bỏ này, kéo lên này, để rũ lại này. Có thể mai nó sẽ rũ tiếp, rũ không được nó mới kéo, nó phải rũ vài lần nó mới lên được. Chứng khoán thì HBS thì ok đúng không? Hôm qua hình như có chỉ cho anh chị các điểm mua này đúng không? Hôm nay nó vẫn chạy nhé, cổ phiếu này vẫn ok. APS ok nhé. Đấy, APG ok nhé. VD ok nhé. Nói chung phân tích các cổ phiếu ok thì rất là nhanh, nhưng phân tích các cổ phiếu không ok hoặc là mấp mé thì nó rất là lâu. EVF này ok nhé, FTS ok nhé, rất là mạnh luôn. WSS ok nhé, VFS này ok nhé, VDS ok nhé. Chung dòng chứng khoán này đều ok chị nhé, nó đều mấp mé ở phía trên này. VHP chỉ cần một cái lực mua tốt đối với dòng chứng khoán với dòng ngân hàng là thị trường nó lại tươi đẹp như hoa ngay. Còn nếu không có nó sẽ cứ ỉu nó đi ngang như này, nó rũ đúng không ạ? Thỉnh thoảng chúng ta vào mua lại bị nó rũ cho cái lại bay đúng không ạ? Cho nên là cái việc mua tham gia vị thế bây giờ nó rất là cẩn trọng, nên chọn các cổ phiếu mà nó kiệt vôn cái thứ thôi, kiệt vôn trong cái nhóm ngành mạnh ấy. AGL này vẫn ok nhé, trong dòng chứng khoán thì vẫn ok anh chị nhé, chưa vấn đề gì. Đấy, MBS nó rũ xong kéo lên thôi, như này là tích cực nhé, không phải là tiêu cực đâu. CTS test không thủng cái này nhé, đúng không? Không vấn đề gì, vẫn đẹp. Nói chung là chứng khoán nó vẫn ổn nhé anh chị nhé. Mình sẽ đi dòng khác đi. Dịch vụ vận tải. Vận tải vẫn lên được nhé. SKG này, TCO này, ok này. HHV ok này, cái gì đây? ILB thì trong vùng sideways nhưng vẫn ok nhé. VSC này vẫn ok nhé. Chưa vấn đề gì. trong mục segue thôi. Đấy. Hóa chất chuyên dụng này. Cổ phiếu này vẫn trên nền nhé anh chị nhé. Đây là vượt nền, là trên nền. Đấy. Ok, DCM nhé, kéo lên này. Nên bán ra trong nền thôi, khối lượng thấp. Chưa vấn đề gì. DPM thế nhé, DPM cũng ok nhé. DDV này vẫn đi lên, hôm nay nếu ai mua thì vẫn mua được nhé, có thể mua được cổ phiếu này. CSV này thì quá ngon đúng không các anh chị, thấy nó vượt nền, nó chạy như điên luôn đúng không? Từ giá 30 đến 60 100%. Hơi phí là không mua được cổ phiếu này, định mua là không mua cổ phiếu này. Hơi phí. Đức Giang này thì có này, Đức Giang này thì ngon này, đang chạy nước rút này anh chị nhé, cổ phiếu này đang chạy nước rút, hôm nay là tạo gáp, chắc là có thể nó sắp rơi, nó sẽ có một nhịp chỉnh. Chung ai mà có Đức Giang này thì hôm nay chốt lời được rồi anh chị nhé. Đấy, PLP này, đây là bùng nổ vượt nền này, điểm mua này đúng không? Hơi thiếu khối lượng nhé, hơi thiếu khối lượng nhưng mà là rất là mạnh. Chung dòng này ok nhé, DDI ok nhé, VNP này ok nhé. Đấy, này ok nhé. Dòng khai khoáng này ok nhé, chạy. Nhưng mấy cái mã đầu cơ này hơi kinh đấy, các anh chị phải cẩn thận. DHM này, cái này nó ngoặc cho phát nó rơi là rất là nguy hiểm. Thế nhưng phía này thì chưa vấn đề gì nhé. Này phía này chưa vấn đề gì. Nhưng về thận trọng. Cổ phiếu này thì vẫn đi lên, VPG đi lên này. BMC thì vẫn đi lên này. MSR ok đi lên này. TNT vẫn ok này. KSV vẫn ok này. TC6 ok này. Khai thác than đấy nhé. TST này. Đây có dấu hiệu tạo đỉnh nhé. Khi nó rung nó theo kiểu đường tàu ở trên đỉnh này thì cũng dấu hiệu tạo đỉnh này. Đỉnh ngắn hạn. Đấy. Đây một up thrust này. Đây là tiếp bán ra khối lượng lớn này nhé, thì nó cũng là nguy hiểm. Mấy cổ phiếu về thủy sản, nông sản ok này, TR ok này. Cổ phiếu này rũ nhé, này rũ thùng A10, PSC này. Thùng A10 thì như thế này thì nó đánh dấu là nó đã quay lại cái vùng, tức là nó vẫn sẽ phải mất thời gian nó hoạt động ở trong cái vùng sideways này. Nhá, anh chị nhé, nó chưa đến mức là nó sẽ rơi, khi nó thủng cái này test thủng thì nó mới rơi. Như thế này thì chưa rơi nhưng mà nó sẽ trở về nền thôi. Đấy, CNG này thì vẫn up thrust này, up thrust này. Ngày mai bán ra nữa thì sẽ nguy hiểm, còn nếu mua lại thì ok nhé. Vận tải biển đi. Ở đây là up thrust này. Thêm một phiên bán ra nữa thì nguy hiểm, còn không có thì vẫn chưa vấn đề gì. Đấy, cổ phiếu này thì vẫn là ok, loanh quanh vùng đỉnh nhé, nhưng mà có thể sẽ Việt Vôn vẫn chạy tiếp được. Đấy, GSP này thì hôm qua là điểm mua này, nay chạy ok nhé. Đấy, hôm qua điểm mua VTO nhưng nay vẫn chạy ok nhé. TNA thì vẫn ok nhé, nó đang ở trong cái vùng sideways nhé, khối lượng kiệt rồi, ok. Đó, PPP nhé, PP là một up thrust khối lượng thấp thì chưa vấn đề gì nhé. Đấy, PPT nhé, PPT thì hôm qua mua vào nhưng mà lực yếu, không kéo đóng ở phía trên được, khối lượng tăng hôm nay khối lượng cũng khá cao. Như thế này nó sẽ tích lũy thêm. Đấy, cổ phiếu này thế nhé, này test này là test thành công nhé. Thực ra cổ phiếu này hôm nay nếu mà tính cái test ấy, nó là một no supply đấy. Nó là một no supply, test không thủng cái này mà khối lượng thấp, nó là cổ phiếu này có thể mua được nhé, có thể mua được. Cổ phiếu này thì phải chờ nhé. Ok, thì mình nên đánh giá các cổ phiếu như vậy anh chị nhé. Thì trên cơ tinh thần là mình cũng chia sẻ là chúng ta hãy giữ cái quan điểm trung lập về thị trường. Thế chúng ta có thể đặt cược, nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu mà nó không đúng như kịch bản, chúng ta phải biết dừng đúng điểm, tránh gọi là chúng ta lao vào nó quá, hoặc quá đặt niềm tin vào một ai đấy, hoặc quá đặt niềm tin vào một cái gì đấy, hoặc vào một cái cơ hội nào đấy, đúng không ạ? Do vậy là mọi thứ hãy trung lập, đúng thì chúng ta sẽ kiếm một cái lợi nhuận lớn, mà sai thì chúng ta phải chấp nhận là để mình bị rũ bỏ. Đừng cương cứng nhé, hãy tiêu lực đi, ok anh chị nhé. Thì hy vọng là với những chia sẻ này thì cũng giúp ích cho anh chị phần nào trong cái hoạt động giao dịch đầu tư chứng khoán của mình. Các anh chị đừng quên là nhấn nút subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái thông tin mới nhất từ Talk Chứng Khoán. Ok, cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.